Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay kênh Hiểu Để Làm Đúng sẽ giải đáp một cái thắc mắc của cái bạn đăng ký kênh là tên Dinh Nguyễn. Thì mình làm cái video này là để hướng dẫn cho bạn ấy làm cái công tắc gạt on off qua cái điều khiển cho cái khởi động từ của cuộn coil là 220. Thì đây 220V ha. Đấy. Không có gờ la nhiệt. Thì cái video mà mình đăng lên trên cái kênh ấy, thì nó có cái gờ la nhiệt, cho nên bạn ấy yêu cầu là lắp không có gờ la nhiệt thì lắp như thế nào, thì mình đây mình hướng dẫn cho bạn ấy làm ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết kế một cái bản vẽ, rồi mình vẽ ra rồi cái mình sẽ nhìn theo bản vẽ đó, mình đã hướng dẫn đấu chi tiết từ giây một ha. Ở đây đây thì tôi có cái bản vẽ tôi vẽ ra nè, thì mọi người thấy nè, nguồn mà điện lực cấp cho mình đó là nó sẽ có 3 dây lửa, là lửa 1, lửa 2, lửa 3 và dây trung tính là dây N. Thì mình sẽ đấu vào đầu trên, nó điện lực sẽ cấp vào đầu trên cái CP tổng nè, lửa 1 là lửa 2, lửa 3 nè và dây N nè, là dây đen ha. Rồi, đầu ra của cái CP 3 pha thì bên dưới này nó cũng có 3 chân. Thì chân này thì mình đóng lên thì nó sẽ chân lửa 1 nó sẽ thông xuống chân 1. Khi mình đóng lên thì chân lửa 2 nó sẽ cấp thông xuống pha 2, lửa 3 sẽ thông xuống pha 3, thấy không? Đấy thì mình sẽ đấu từ 3 dây lửa này nè. 3 dây lửa này nè, mọi người sẽ đấu cho tôi là dây động lực á, là ví dụ như là mọi người sẽ đấu là 1 lên khởi từ 1, 2 lên 2, 3 lên 3. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một dây lửa bất kỳ để mình làm điều khiển ha. Bây giờ tôi sẽ lấy là pha giữa của CP. Tôi lấy pha giữa CP ha. Thì tôi lấy một dây lửa đấy, tôi đẩy cho gì cho mọi người dễ thấy nha. Rồi tôi sẽ lấy một dây đây, nhớ ốp CP xuống nha. Đấy, rồi đây đầu bên còn lại thì tôi sẽ đấu nè. Là mọi người thấy nè, tôi sẽ lấy một một pha giữa, tôi đấu qua công tắc con ốp. Này là cái công tắc on off nè. Công tắc này là mọi người mua công tắc, nó là bán công tắc hai vị trí. Thì công tắc on off này nó có là hai cặp tiếp điểm, là một bên là màu đỏ này nó thường đóng. Mình để chế độ là còn khi nào mà mình gạt qua phải á, thì cái thường thường màu xanh này nó đóng lại, gạt qua trái thì nó hở ra nè, thì mình lấy cái bên màu xanh này. Mọi người sẽ đấu vô chân một chân của bên màu xanh. Bữa nay tôi bị khan tiếng đấy. Rồi mình không có dùng bên đỏ ha, mình không dùng bên đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ chân vô đây, rồi thì mình chân còn lại sau công tắc này mọi người đấu vô chân A1 của khởi động từ đấy. Mọi người hiểu không? Lửa cấp vô bên đây, khi mình bật công tắc á thì nó cấp qua trên bên đây, khi mình tắt công tắc thì nó chỉ có lửa bên đây, ở bên đây nó không có lửa, thấy không? Rồi đấu vô chân A1 của khởi động từ. Đấy, đơn giản lắm, không có gì khó đâu. Rồi chân A2 của khởi động từ mọi người sẽ đấu trực tiếp về nguội. Thì đây tôi có một cái dây nguội rồi nè, thấy không? Ta đấu về chân A2. Đây mọi người thấy đơn giản không? Lửa nè cấp vô trước công tắc nè, sau công tắc đi về nguội nữa, đi sau công tắc đi về chân A1 của khởi động từ, A2 khởi động từ về nguội. Đấy thì giờ đóng điện lên nè, tôi chỉ cần đóng một pha giữa cho nó có điện thôi. Thì tôi bật công tắc nè. Đấy mọi người thấy công tắc hút vô, khởi tự hút không? Đấy, tắt nè. Là khi mà chúng ta tắt công tắc đó, thì cộng dây lửa này, cộng dây này có điện nè, nhưng mà cộng dây bên đây nó không có điện, nó không có lửa cấp vô khởi động từ, thấy không? Cho nên khởi động từ không hút. Còn khi nào mình bật công tắc thì chân bên đây có lửa nè, nó cấp vô chân A1. Thì A1 có lửa, A2 có nguội thì khởi động từ hút xuống, thấy không? Hút xuống. Khi mà mình ngắt ra hở mạch thì bên đây nó không có lửa, nó chỉ có nguội thôi, thì khởi động từ nhả lên, thấy không? Đó.
Đó là đơn giản vậy thôi chứ không có gì khó. Còn mọi người muốn đấu phụ tải vào á thì mọi người sẽ dùng các tiếp điểm động lực này nè, mọi người đấu. Ví dụ như mọi người sử dụng cái con động cơ 3 pha thì mọi người sẽ lấy dây 3 dây, 3 dây 1 2 3 mọi người đấu lên trên đây nè, đấu lên trên đầu nè. Đấu trên đầu khởi tự nè. 1 2 3. 1 lên 1, 2 lên 2, 3 lên 3, thấy không? Còn bên dưới này nè, chân 1, chân 2, chân 3 này mọi người đấu ra dây motor là xong. Đó, đơn giản. Còn nếu mà cái đó là động cơ 3 pha, còn nếu mà động cơ 1 pha thì mọi người sẽ lấy một dây lửa, một dây lửa bất kỳ, mình lấy mình dây giữa luôn đi ha. Mình đấu lên chân chân số 1. Rồi, cái chân nguội nè, mình đấu vô chân số số 3, thấy không? Rồi bên dưới này thì khi khởi động từ đóng xuống thì 1 3 nó có điện thì mình lấy chân 1, chân 3 ra cấp ra motor 1 pha mình xài. Đó, nó vậy thôi, đơn giản thôi. Không có gì khó chứ. Rồi, hy vọng là cái video này có thể giúp cho bạn Vinh Nguyễn tự lắp được ha. Có gì thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp mình. Rồi, video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho kênh Hiểu Để Làm Đúng một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video hơn, hữu ích cho mọi người xem ha mọi người. Và có cần mình ra video gì, có cần mình gì thì cứ để lại comment bên dưới. Xin ân ái, chào tạm biệt.